Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục Góc nhìn Gosu trên GC Channel. Chuyên mục này sẽ giúp các bạn có một cái nhìn sâu hơn về cách các Gosu triển khai thế trận cũng như các diễn biến trong game. Ở Góc nhìn Gosu lần này, mình xin phép chia sẻ về những điều mình học được khi theo dõi Last Chance Qualifier lần này nhé. Nhắc đến T1, các bạn sẽ nghĩ ngay tới điều gì? Là một đội tuyển eSports đến từ Hàn Quốc với thành tích nổi bật tại chung kết thế giới. Còn đối với mình, một người theo dõi Dota 2 thì nhắc tới T1, mình sẽ nghĩ ngay đến Kuku, đội trưởng của T1 cùng cái lưng của Topson trong đợt Last Chance Qualifier này. Tại Last Chance Qualifier, một trong những bộ đôi chiến thuật của T1 là Venomancer Post 4 và Undying Post 3 được pick khá nhiều bởi đội trưởng Kuku. Về lý thuyết, hai hero này không phải quá tệ nếu xét trên phương diện số liệu. Undying đang sở hữu tới 44 lượt pick và 51 lượt ban. Đứng top 1 hero được contest nhiều nhất cùng chỉ số win rate là 52,27%. Venomancer thì không phải là một hero hot được các team tranh giành, nhưng cũng sở hữu chỉ số không quá tệ, 14 lượt pick và 57,14% win rate. Bộ đôi này cũng được các chuyên gia phân tích đánh giá rất cao khi Undying ở vị trí offlane có thể liên tục giảm lượng strength và HP của carry bên địch với DK, còn Venomancer sở hữu bộ skill slow rất khó chịu. Tại thời điểm mid game, khi Venomancer có thể lên được Aghanim Shard, hero này còn có khả năng giảm HP regeneration lên tới 20% với passive poison sting. Bên cạnh đó, team Liquid, đội tuyển xuất sắc lọt vào vòng group stage của TI11 năm nay, cũng chứng minh cho việc Venomancer không hề yếu khi họ pick cả 3 lần và thắng cả 3 luôn. Vậy tại sao combo Undying và Venomancer của T1 lại tỏ ra yếu đến như thế? Hãy cùng mình xem lại game 3 giữa T1 và VC Gaming để có thể trả lời được câu hỏi này nhé. Đầu tiên, bộ đôi Undying và Venomancer của T1 đã tỏ ra rất hiệu quả, chí ít là trong khoảng landing phase với Morphing và Dust bên VC Gaming. Hai hero này đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình là gây áp lực vào vị trí của Erika khi không cho anh bất cứ một cơ hội nào để farm ở lane. Phút thứ 10 của game đấu, Undying của Kuku sở hữu 5k1 network, còn con số đó của Morphing chỉ là 2k7. T1 bị mất quyền chủ động khi VC Gaming đã có một chiến thuật rất tốt là nhắm thẳng vào vị trí của Topson, khiến pack của T1 không thể có các item chuẩn timing và bay nhảy trên bản đồ. Ngay từ phút thứ 6, Void Spirit với sự hỗ trợ của hai support đã chơi cực hổ báo, bay vào gây áp lực vào vị trí pack. Mặc dù Topson không phải lên bảng trong tình huống này, nhưng hai support của T1 đã phải bỏ mạng lại. Đây chỉ là một trong nhiều tình huống VC Gaming đưa các support ra mid để tạo áp lực cũng như giúp Void Spirit contest rune. T1 trong game đấu quyết định của mình cũng không có sự di chuyển tốt. Phút thứ 16, trong một nỗ lực push bot của Topson, Morphing và Rubik đã chơi rất tốt khi lấy được mạng của Puck. Ở mid thì Undying của Kuku cũng không khá khẩm hơn là bao khi để ba thành viên bên phía VG dồn vào. Cypher ngay sau đó cũng lên bảng theo với hiệu ứng trên feed. Đây là một trong những pha di chuyển rất tệ của T1, khiến họ dần đánh mất lợi thế cũng như không phát huy được sức mạnh của Undying và Venomancer. Phút thứ 29, T1 đã cố gắng smoke và tìm kiếm cơ hội lật trước VC Gaming, nhưng những gì chúng ta thấy chỉ là một pha smoke vô định không có vision. Thậm chí, họ còn xuất phát ở vị trí low ground trong khi VC Gaming đang có lợi thế với tầm nhìn và high ground. Kết quả, Faceless Void của Ana lên bảng ngay lập tức, T1 bỏ lại 4 người, VC Gaming cũng thừa thắng xông lên và kết thúc trận đấu chỉ 8 phút sau đó, trực tiếp đưa Kuku cùng các đồng đội T1 về nước. Không như T1, Virtus Pro bước vào Last Chance Qualifier với tâm thế của một ông lớn Dota 2 cùng những hào thủ như GPK, Ramzy 666 hay DM. Tưởng chừng như họ sẽ nghiêm túc khi thi đấu với 200% công lực của mình, nhưng không, Virtus Pro lại trình diễn một thứ Dota 2 chốc như chưa bao giờ được chốc. Họ chỉ xếp thứ 3 chung cuộc tại bảng B, tiến tới trận chung kết nhánh thắng với Secret, họ để thua 2-0 một cách chóng vánh. Ở trận quyết đấu với Liquid, đội tuyển mà họ giành chiến thắng 2-1 tại playoff, Virtus Pro lại để cá ngựa hạ gục với tỷ số 2-0 tương tự. Trong game 1, mặc dù chơi Razor để counter Lifestealer, nhưng Virtus Pro không có một pha ganh nào vào vị trí của Matumaman. Thay vào đó, các thành viên của Liquid lại là những người chơi chủ động hơn khi liên tục có những pha smoke để đẩy tốc độ trận đấu lên rất cao. Theo đánh giá của mình, lỗi chính trong game đấu này thuộc về DM khi anh đã chơi solo ở top lên khá nhiều và chạy cối lấy cho mình trụ hai của team Liquid, để mặc cho Matum và các đồng đội gây sức ép vào vị trí của Razor ngay từ early game cho tới mid game. Nếu ở game 1 là vị trí của DM khiến Ramzy Chipotle không thể chơi được chiến thuật Razor, thì sang game đấu thứ hai tiếp tục là vị trí của GPK đưa carry của mình vào thế khó khi chơi Morphing đi mid và lên Midas. Morphing của GPK không thể làm gì trong game ngoài việc defeat những mạng hết sức ngớ ngẩn. Theo đánh giá chung, Morphing với buff gần đây của mình là Aghanim Scepter thì đang là một trong những lượt pick hot nhất tại Last Chance Qualifier năm nay với 32 lượt pick và 59% tỷ lệ win rate. Nhưng kể cả với những con số đó, Morphing của Virtus Pro cũng không phải là một lượt pick ổn nếu không muốn nói là tệ. Trước khi pick Morphing cho GPK tại mid,
Gấu Nga đã chơi 3 game có Morphing trước đó nhưng chỉ thắng được duy nhất một game. Đây đang là bài học thứ N cho GBK cùng các đồng đội tại Virtus Pro khi họ đã quá tham lam. Chơi cả 2 Hard Carry là Morphing và Chaos Knight trong một game đấu quyết định như vậy. Virtus Pro sẽ phải theo dõi TI 11 qua màn ảnh nhỏ mà thôi. Còn trách thì họ nên trách chính bản thân mình. Trách tại sao không pick những lineup như cái cách mà họ hạ gục Liquid đầy tự tin trên nhánh thắng với những lần pick đầy chủ động cho Ramzes như Nature Prophet hay Luna hoặc SF hay Ember Spirit cho GBK. Nếu để chọn ra khu vực mạnh nhất tại The International 11 năm nay, có lẽ không có khu vực nào xứng đáng hơn là châu Âu. Khu vực đang sở hữu 6 đội tuyển sẽ thi đấu tại vòng bảng TI năm nay. Chưa bàn về những đội tuyển chắc suất, mình xin phép lại nói riêng về Team Secret và Team Liquid sau những màn trình diễn xuất sắc của họ tại Last Chance Qualifier. Về phía Team Secret, có thể nói thành công nhất của họ tại Last Chance Qualifier là giúp Crystalis tiến bộ đáng kể với những con hero có Power Spy vào mid game như là Monkey King, Razor hay Shadowfin. Các hero này hoàn toàn có thể tham gia vào các team fight thời điểm early và mid game với tần suất lớn, vừa giúp các thành viên bên phía Team Secret có thể lấy được các objective cũng như giảm áp lực cho Nisha. Ngoài ra, dấu ấn cá nhân của Puppy là không phải bàn cãi khi anh có những gameplay rất tốt với các hero thương hiệu của mình như là Enchantress, Chen hay là Witch Doctor. Thống kê chỉ ra rằng Team Secret đang là đội chơi nhiều và tốt nhất Enchantress khi mà họ pick 6 lần và chỉ để thua có 2 game mà thôi. Con số đó với Chen còn khủng khiếp hơn khi mà Puppy chơi 4 game Chen và chiến thắng cả 4. Trong game đầu với T1, Team Secret chơi rất tốt chiến thuật của NTT, thứ mà giúp họ về vị trí thứ 6 tại PGL Arlington Major là một support có khả năng thu đệ như là Chen hay Enchantress, kết hợp với một offlane có khả năng push mạnh như Beastmaster hay Lycan. Với chiến thuật đó, Secret thường đảm bảo một landing phase yên bình trước khi stick lại và gây áp lực trên cả 3 lane của đối phương để mất network. Nếu như phát huy được chiến thuật này tại TI, Puppy cũng như Team Secret hoàn toàn có thể đánh bại các đội tuyển sừng sỏ và đi sâu. Về phía Team Liquid, chưa bao giờ người ta thấy hình bóng Matumbaman TI 7 trở lại rõ ràng như bây giờ. Kerry 27 tuổi người Phần Lan chơi độc lập rất tốt với những hero tủ như là Lone Druid, Lifestealer hay là Purge. Thành tích đi tiếp và thi đấu tại vòng bảng The International 11 năm nay của Liquid mang rất nhiều dấu ấn của Matum khi ngay trong game đấu thứ nhất với Virtus Pro, Lifesteal của Matumbaman mặc dù bị counter bởi Razor nhưng vẫn tỏ ra chắc chắn ở khâu landing phase, item choice và chọn target trong combat. Điểm yếu duy nhất của Team Liquid tại Last Chance Qualifier có lẽ nằm ở tâm lý các tuyển thủ cũng như các pha côn tham gia combat của cả team, những thứ đã được phơi bày trong game họ thua Virtus Pro tại nhánh thắng. Cuối cùng, chính là V2 đại diện của Trung Quốc là Extreme và VC Gaming. Cả hai đội tuyển này đã không thể hiện được gì nhiều từ vòng bảng. Đến với playoff, lần lượt là Extreme Gaming rồi đến VC Gaming ngã ngựa trước Team Liquid, đội tuyển một thời được đánh giá là China Slayer. Về Extreme Gaming, cái đáng tiếc của họ có lẽ nằm ở việc không có sự cọ sát với các đội tuyển nước ngoài để đa dạng hóa được chiến thuật của mình hơn. Có thể ở Trung Quốc, họ vẫn có thể vượt qua IG hay CDEC để vào Last Chance Qualifier. Nhưng khi thi đấu với các đội tuyển chắc chắn khác như Liquid, họ lại tỏ ra khá vô hại. Hai game thua chóng vánh trước Liquid chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc này. Rap trong game 1 của Extreme được đánh giá là quá hiền và dễ để Izania bắt bài khi họ có cho mình hai support là Nick Assassin và Vengeful Spirit. Một bộ đôi không có nhiều kill potential xuyên suốt cả game đấu. Tỷ số 2-17 chính là minh chứng rõ nhất cho sự bất lực của các đại diện tới từ Trung Quốc. Sang game 2, họ quyết định chơi Lone Druid với một đội tuyển đã hiểu quá kỹ về hero này như Liquid. Và Matumbaman cùng các thành viên cá ngựa đã không ngần ngại tiến Paparazzi cùng các đồng đội về nước chỉ sau 26 phút thi đấu. Với VC Gaming, đội tuyển này đã chơi tương đối tốt trước Liquid trước khi họ sơ hở không ban đi Lone Druid của Matumbaman để cho Liquid thành công sở hữu một đội hình Deadpool cực mạnh với SF và Beastmaster trong team. Pha gõ GG của các thành viên VC Gaming sau 26 phút tại game đấu quyết định cũng đủ để khẳng định về sức mạnh của chiến thuật Deadpool tới từ Liquid cũng như các đội tuyển đến từ châu Âu tại TI 11 năm nay. Với việc Extreme và VC Gaming không thể góp mặt tại The International, nên Dota 2 Trung Quốc sẽ cần phải nhìn nhận lại sự phát triển và trình độ chuyên môn của các game đấu quốc nội nếu không muốn PSG LGD phải tiếp tục một mình gồng gánh sứ mệnh tìm lại chiếc khiên Exit cho Trung Hoa trong các năm tiếp theo. Và đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn sau vòng Last Chance Qualifier của TI 11 năm nay. Tất nhiên, vẫn sẽ có những cái tên mà có thể mình chưa nhắc tới như Na'Vi với những vấn đề về draft hay sự non nớt của các chàng trai Polaris. Tuy nhiên, mình cho rằng từng đó đã là đủ để anh em nắm bắt về meta và các điểm đáng chú ý tại Last Chance Qualifier năm nay rồi. Cảm ơn các anh em đã theo dõi video lần này của GC Channel. Còn bây giờ thì mình là Hùng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong các chuyên mục tiếp theo về The International và Dota 2 trên GC Channel nhé.